Nữ diễn viên Marcia Stratz của Welcome Back Kotter qua đời ở tuổi 66, tin từ Beverly Hills. Nữ diễn viên Marcia Stratzman, người được biết đến nhiều nhất với vai diễn trong bộ phim truyền hình Welcome Back Kotter của thập niên 70, đã vừa mới qua đời ở tuổi 66. Theo những báo cáo lấy trích dẫn từ gia đình và bạn bè của Stratzman cho biết, nữ diễn viên đã qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles, California vào hôm thứ Sáu vừa qua. Theo thông tin được biết, thì bà Stratzman đã có một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư vú trước khi qua đời. Stratzman là nữ diễn viên vào vai vợ của Gabby Kaplan trong Welcome Back Kotter, một bộ phim hài trên truyền hình với sự tham gia của John Travolta. Ngoài ra, thì bà Stratzman còn là người đóng vai vợ của Rick Moranis trong Honey, I Shrunk the Kids, một bộ phim nổi tiếng của thập niên 80 và 90.